Đầu tiên mình cũng không biết làm sao, là hồi lúc nó 20 tuổi đó là nó đi hớt tóc, nó là thợ hớt tóc, rồi nó ra nghề nó hớt đâu mười mấy ngày, rồi cái phát lên cái nó về, bữa đó cái về nó hát nó hớt chiều nó về, về cái nó ngủ với bà già, rồi cái sáng đêm đó cái nó không ngủ, nó ngầu nó cứ chửi, nó phát hơi thối trời, phát hơi thối trời đó. Rồi là sáng đêm nói nhiêu đó đó. Rồi cái tới sáng cũng đâu có biết, bà già bà mới kêu bà nói. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị vẫn còn nhớ như in hình ảnh một người đàn ông sau khi thất tình thì anh trở nên điên loạn. Đó là trường hợp của anh Cường bị xiềng xích. Thì ngày hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tân Châu của tỉnh An Giang, cũng chứng kiến cảnh một người đàn ông hơn 20 năm bị ở trong một cái nhà xác. Cô bác quý anh chị, nghe nói rằng anh này trước đây cũng là một thanh niên khỏe mạnh, cũng đi học nghề, đó là nghề hớt tóc á. Sau một thời gian thì sau khi mở tiệm được khoảng hơn 10 ngày thì đột nhiên anh này mắc bệnh, và mặc dù gia đình chạy chữa khắp nơi, tuy nhiên căn bệnh vẫn không qua khỏi, và hơn 20 năm qua anh vẫn sống với lại cái ngôi nhà xác này. Gia đình cũng đã đưa đi bệnh viện tâm thần, cũng đã đưa đi thầy bà chạy chữa nhưng vẫn không khỏi. Và mỗi lần tiếp xúc với anh á là anh phải đòi hút một cái điếu thuốc như như thế này nè để có thể tiếp cận được với anh. Và không những là để tiếp cận với anh nó rất là khó, mà ngoài ra anh còn rất là hung dữ, nên là nữ gia đình cần phải cố định anh ở tại cái ngôi nhà này. Đây, anh tên gì? Quý. Quý hả? Đây em gửi cho anh Quý nè. Nhưng mà có lẽ là anh Quý cũng hiền hơn. Năm nay anh Quý nhiêu tuổi rồi anh Quý? Anh Quý ơi. 40. Anh Quý có vợ con gì chưa anh? Anh Quý, anh có vợ con gì chưa? Con rồi. Ai hớt tóc cho anh Quý đẹp quá vậy ta? Anh Quý ơi, ai hớt tóc đẹp quá vậy? À đây. Thầy hớt. Thầy hớt hả? Thầy là anh chồng của chị. Cái nhà này cắt bao lâu rồi chị? Cái trại này cắt thì lượng đâu cũng 3 năm mấy rồi. Ừ, chị ngồi đó đi chị. Chị tên gì hả? Chị ngồi lên cái cục cây đó kìa. Tên Đại. Chị Đại. Anh Quý bị bệnh như thế này là lâu chưa, và vì sao anh Quý lại phải bị nhốt như vậy hả chị? Nó bệnh năm nay nữa là nó 22 năm. Nó 22 năm. Là đầu tiên mình cũng không biết làm sao. Là hồi lúc nó 20 tuổi đó là nó đi hớt tóc. Nó là thợ hớt tóc. Rồi nó ra nghề nó hớt đâu mười mấy ngày, rồi cái phát lên cái nó về, bữa đó cái về nó hát nó hớt chiều nó về, về cái nó ngủ với bà già, rồi cái sáng đêm đó cái nó không ngủ, nó phát hơi thối trời, phát hơi thối trời đó. Rồi là sáng đêm nói nhiêu đó đó. Rồi cái tới sáng cũng đâu có biết, bà già bà mới kêu, bà nói đâu mấy đứa mày coi thứ coi 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 nó làm sao mà đêm hôm nó ngủ với tao, sao mà nó không ngủ, nó ngồi sáng đêm rồi đừng cái nó chữ đụ má nó phát hơi thối, đụ má nó phát hơi thối vậy đó. Rồi cái mới đi kêu thả đi kiếm thầy đầu về, rồi thầy coi nói bị bùa, rồi cũng đi rồi gỡ, rồi kêu gỡ gỡ cũng tốn tiền cũng không biết nhiêu, nói rồi ngừ thì nói là đau căng, đau căng rồi ngừ thì nói cái nghiệp, rồi ngừ nói gì rồi ngừ thì nói quỷ rồi ma, rồi cũng đi đi trị bệnh, đi chữa, đi bắt quỷ bắt ma mà cũng có được cái gì đâu. Rồi đi giết rồi tiền bạc hết rồi, bây giờ cha mẹ cũng mất hết rồi, bây giờ ở đây rồi tôi lo vợ chồng tôi nuôi đó. Chị với anh là sao chị? Chị dâu. Nhà mình có mấy anh em, anh Quý á, có mấy anh em? À, 9 người mà cũng như là còn 7. À, còn 7 người. 7 người hiện giờ còn. Nhưng mà mấy anh em anh Quý thì bình thường hết không? Bình thường. Ừ. Có mình nó đó, có mình nó vậy. Anh Quý từ Úc Úc á.
Là anh bị nhốt đây cũng hai mấy năm rồi? Hai mấy năm. Bây giờ cũng đưa đi ngoài biên hòa ngoài cũng hết mấy hiệp rồi. Bác sĩ nói sao chị? Bác sĩ nói giờ cái bệnh của nó thì nó cứ vậy hoài đó. Rồi thôi, rồi cái kiểu cha mẹ cũng không có, rồi anh em, rồi ai cũng lo cuộc sống hết trơn, rồi có ai đâu mà không lẽ là đeo theo nó hoài. Rồi lo cũng một phần nào thôi, rồi giờ bỏ thế vậy luôn rồi đó. Việc ăn uống vệ sinh của anh như thế nào? Anh có hung dữ gì không mà phải... Nhiều khi nó lên cơn, nó bình thường gì thì cái gì cũng được. Rồi nhiều khi nó lên cơn thì nó chửi dữ lắm, nó chửi rồi nó đá, nó quýnh vô cái cột mình không à. Trời ơi, anh có leo ra không? Em thấy cái không. Lưới gào sắt của mình thấy... gào chỉ đó, nó không có leo ra được. Hiện giờ anh có uống thuốc gì không chị? Uống thuốc hàng ngày, thuốc tâm thần á. Dạ. Vậy hả? Rồi giờ bây giờ là chỉ là giờ cho đưa cơm nước đồ cho nó ăn hàng ngày vậy đó, chứ giờ không có còn chở đi đâu nữa trơn. Dạ hả? Giờ có mình bây giờ là nó nhốt vô đây thì có chị lo, rồi sáng là đem cơm, rồi chiều đem cơm, sáng đem cơm, chiều đem cơm vậy đó. Vậy hả? Anh tiếp xúc khi không lên cơn thì anh tiếp xúc bình thường không? Bình thường. Thì cưng hỏi gì thì trả lời cái nấy. Nhiều khi cũng trúng và nhiều khi cũng chặt. Ngày xưa anh có được học hành đến nơi đến chốn gì không chị? Ngày xưa nó học như mới có lớp 2 à. Vậy hả? Ừ. Học có lớp 2 thôi. Rồi vệ sinh, ủa sao em nghe mùi hôi quá vậy ta? Đó thì nó đi vệ sinh chỗ cái chỗ đó đó. Đi vệ sinh tại chỗ luôn hả? Rồi mình dậu. Chịu quả mát rồi cái đây, xuống đây. Dậu. Thế là sao với anh? Rồi ngủ anh có biết văn mùng gì không? Không. Dạ hả? Ngủ chằn không à. Văn mùng cũng không có được, văn mùng nó ruộng, nó cuốn, nó xé hết trơn, không biết bao nhiêu cái mùng luôn. Thấy cũng như nó ngủ rồi mũi đồ cắn rồi thấy cũng tội nghiệp. Rồi đem mùng rồi xuống văn, văn rồi cũng như không, văn rồi nó ruộng, nó xé hết trơn. Nó bây giờ thấy đưa mền xuống thì nó chùm mền lại nó ngủ. Có nữ gội đầu không? Là một chỗ đó. Một là nhốt anh ở đây từ đó giờ? Một lần thì ở trên mé trên đây. Thì ở cũng cái trại gì nè. Rồi thấy cũng như nó đi tới đi lui, rồi cái nó quýnh lộn quýnh lạo được với người ta. Rồi nó xin thuốc người ta đó, cũng như có người ta nghĩ là nó khùng, người ta không có người ta cho nó, hoặc là người ta không cho, người ta cũng la nó gọi cái thôi. Rồi nhiều người nó ham gây đó, rồi cái nó đâu có nhịn, cái nó quánh lộn với người ta liền. Rồi quýnh lộn rồi cái chị thấy nhiều khi như có mấy ông này ở nhà rồi cái nóng ruột rồi binh với nhau rồi đây rồi có chuyện rồi cái chị mới là tính là đem xuống dưới này, mới tính với mấy đứa với anh em với mấy người kia, nói bây giờ để tôi đem nó xuống dưới này, nó rồi mua dây lưới gì nè, gào lên gì cho nó đi tới lui cho nó thông thả trong đây. Thì là mình gào hai mấy năm hả chị? Chị gào lên gì nè, rồi nó đâu có đi ra được. Bằng đêm anh có la ó gì không chị? Có, nó cũng nhiều khi nó lên cơn, nó cũng chữ găn chờ, chữ mòn mỏi rồi ngủ. Để em tiếp xúc gần với anh tí xíu ha. Anh Quý năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi anh Quý? Là 17 tuổi. 17 tuổi rồi. Có vợ chưa? Vợ rồi. Có vợ rồi. Có mấy con rồi? Có con rồi. Con ở đâu? Con ở tiệm rồi. Con ở tiệm hả? Trước đây là mình làm nghề gì anh Quý? Mình là vô người thợ may. Thợ may? Dạ. Rồi có hớt tóc không? Có luôn, gì có hết trơn. Cái gì có kể hết mấy nghề cho em nghe coi. Chịu ở vợ rồi. Hả? Ở vợ rồi. Vậy hả? Rồi nghe nói anh Quý là hát hay đó hả? Dạ, hát hay. Hả? Đâu hát em nghe với. Được không? Được. Hát được không? Được. Hát đi rồi một lát nữa anh em mình đi cà phê nha. Dạ. Ha. Anh em đi cà phê. Rồi anh hát đi. Hát đi. Hồi lúc bữa trước á, xiền đó cũng em nghe coi. Đó cũng 3 năm. 3 năm là xiền trong giò, xiền dây loại tối trong giò. Cái chiếc nhẫn này ở đâu anh Quý? Nhẫn à?
Đẹp với trời. Làm bằng mũ hay vậy? Mũ. Anh tự làm hay gì? Tự làm. Nào, tặng luôn nè. Tặng luôn rồi. Đi em coi coi. À, ôi hát thật hay vậy. Trời ơi. Nhận nói vợ tặng quá. Dạ tặng. Vợ tặng hả? Trời ơi. Đẹp ha. Anh Quý ăn cơm chưa anh Quý? Chưa. Chưa hả? À. Anh nói chuyện lúc mà trước anh nói chuyện có cứng cứng vậy không chị? Không, nói chuyện bình thường. Mà bây giờ em nghe anh nói chuyện cứng cứng ra. Ừ, nói nhiều khi gì, nhiều khi khác. Anh có hát hò gì không? Không, không có. Anh Quý thích ra ngoài không? Thích ra ngoài. Rồi sao mình lại ở trong này vậy? Ở này... Sao nói lý do ơi, tại sao anh ở trong này hả? À, lúc trước gia đình đi coi thầy thì thầy nói sao chị? À, người thấy bị bùa cái gỡ đi rước thầy cũng gỡ bùa hết chập, cũng tốn hết mớ, cái bắt đầu thấy không thủng rồi thấy cũng chơi chơi, rồi cái đi kia kiếm thầy khác, coi thầy khác nói đau căng đau quả, rồi chỉ cúng cái này cúng kia, cúng đầu heo, cúng tùm lum chân, cúng y gan đó. Rồi cái tớ đi thầy khác cái nói cái căng cái quả cái nghiệp của nó đó, chỉ là chữ chết mang theo chứ không có trị được đó. Rồi đó bỏ liều tới giờ luôn, rồi tới bà già đầu mắt rồi thì bỏ luôn. Trước đó là giờ... anh có biểu hiện gì của sự bệnh hoạn không? Không, thấy nó bình thường. Thì nó đi học nghề hớt tóc, nó đi học nghề rồi nó ra nghề thì nó cũng bình thường. Ra nghề cái đi vô trỏng cắt cái máy chạy lên hớt đâu mới có mười mấy ngày rồi tới giờ luôn. Rồi về bị bệnh rồi chữ lên vậy đó. Rồi. Bữa nay là phải hát một bài nha. Hát một bài xong đi rồi mới đi cà phê được. Mình đã không chạy chữa thầy lâu chưa chị? Ngừng đi đâu cũng 5-6 năm nay. Rồi đi đợt đó cũng đi qua bên bà thầy, nói bà thầy đó bà coi bà soi căn á, là bà bên Thường Phước mà. Rồi đi qua bà ảnh coi rồi cũng rồi bà coi bà nói thôi đi, bây giờ đừng có đi đâu nữa, đi tiền chắc như núi, giờ cũng nó cũng không có hết đâu. Cái này là cái nghiệp của nó, cái căn cái quả cái nghiệp của nó rồi. Nó phải chịu thôi. Bây giờ có trừ ra là chở nó đi núi đi non á, rồi đi tụng kinh sám hối đồ cho nó cho giữ đi là phải đi thường á, chứ không phải là một tháng đi rồi hai tháng nghỉ, hai ba tháng rồi đi đâu, cũng không ra gì đâu. Là đi là phải đi chiên trì á, nó mới hết. Vậy là cũng có đi thầy bà rồi, cũng đi, có đi coi đi biên hòa rồi. Nhưng mà vẫn không khỏi. Thế đó thì cũng nói vậy hoài á. Bây giờ xuống đây á, tôi cho ăn cho uống đồ này kia đầy đủ, còn có da có thịt, chứ hồi lúc trước lúc mà thả cho nó để cho nó đi lưu thông đó rồi kiểu nó chữ nó quánh anh em đâu, cũng có ai đâu ngó ta ghét, rồi người ta bỏ có ai đâu cho ăn cho uống gì đâu. Rồi tôi cũng tôi không à. Nó rồi tôi thấy vậy rồi bỏ đâu giờ thấy chịu không được thì tôi lo. Nó giờ đem xuống đây nhốt vô trong đây á, cho ăn cho uống đồ nó, bây giờ nó có da có thịt nha, chứ lúc trước á tôi nói chú nó ốm một cái dòm nó thấy ghê dữ lắm. Giờ ai cũng không ngó hết rồi, giờ bỏ ở đâu. Nếu như mà là một người mà gọi là bị bệnh vì thần kinh á thì phải có dấu hiệu từ nhiều ngày trước đó không ngủ, hoặc là gặp một hai cú sốc gì đó trong đời. Thì sau đó bị trầm cảm rồi chuyển sang thần kinh. Còn anh này thì anh vẫn có công việc làm bình thường, vẫn đi làm bình thường. Nghe chị kể là trước đây chỉ có một lần là anh này anh Quý anh là nửa đêm anh hô thúi quá rồi từ đó anh không còn trí nhớ nữa. Là đúng, là lúc đó là bắt đầu sung luôn, là quậy luôn, dẫn tới bây giờ luôn vậy đó. Dẫn à? Đây cho em đi. Ảnh rồi biết mặc đồ bình thường giống như người ta không chị? Thì chú đưa cái gì thì bặn cái nấy. Vậy hả? Bặn rồi cái cũng bặn nhiều khi
Bình thường thì bặn bình thường vậy đó, rồi cái lên cơn lột, lột ra xé dục hết. Trong mơ mơ tỉnh tỉnh thì ảnh có thường nói gì không? Không. Lúc mà ảnh lên cơn á, ảnh có thường kêu vấn đề gì nhiều nhất không? Không, lên cơn là đụ má chữ không, nó chữ dữ lắm luôn. Vậy hả? Ừ, chữ không à. Nhưng mà thường lên cơn lúc nào nhất? Một ngày á, nhiều khi chặn dạng, rồi nhiều khi sáng, hồi sáng bây giờ là chữ hai chập rồi đó. Ừ. Ừ. Rồi nhiều khi giấc này á, thì nó chữ sung cà đung, chữ rồi thủ vỏ, rồi quánh vô đá vô cây này nè. Nè, đá, đá vô ba lứa gì nè, nó xẹp hết vậy đó. Ừ. Chứ không phải là chữ không, chữ rồi quánh thủ vỏ, rồi quánh đá vô cây. Nó gồm thâu đá vô vô đó cái miếng thiết đó banh lông hết trơn vậy đó. Ảnh ở đâu mà có cái mấy cái bọc mũ, anh ảnh làm những cái chiếc nhẫn nhiều vậy? Bọc đó, bọc bọc măng măng nước á, măng nước cà phê trà đường đồ cho nó uống á. Rồi anh lấy anh thắt đó hả chị? Ờ rồi đưa cái đó đưa măng đưa cho nó uống vậy đó kìa. Đó nó chỉ đó, nó chỉ đó còn đó. Chút lấy cái đó măng nữa đó. Cái này là tài sản của ảnh. Kéo giữ anh quý. À, đeo bên này chỉ đeo. Này là cái gì vậy? Hả? Này là cái gì? Là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó mình bán hay là mình cho? Bán nhiêu? Bán hả? Bán nhiêu tiền? 500. 500 bán để làm gì? Lấy tiền để làm gì anh? Bán lấy tiền làm gì? Ừ. Ăn nhậu. Ăn nhậu. Trời. Anh có ăn nhậu gì không? Trước đây anh có nhậu gì không? Không. Sao anh biết ăn nhậu nữa? Ăn nhậu gì sao? Bán lấy tiền cưới vợ chứ. Anh quý bán lấy tiền cưới vợ chứ hả? Nó dây chì ha, có dây chì á, nó thắt nó làm sao mà nó làm nó dây chì mà nó làm y gan là nhựa dây chuyền mình nó làm bọc 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 vậy đó. Mà nó làm dây chuyền y gan cái nhựa dây chuyền mình đeo dài vô luôn nha. Mà nó làm hay thiệt luôn á. Anh Quý có muốn đi ra ngoài chơi không anh Quý? Đi ra ngoài đi đâu chơi? Quán ngồi hả? Quán nó có quen với mình không? Ngày anh ăn cơm giống như người bình thường không? Ăn bình thường thì mình ăn cái gì mình bới cho nó ăn cái nấy. Nó ăn hết trơn à. Đúng là số phận của con người, mỗi người mỗi khác nhau hả chị? Ừ, nghiệp quả rồi. Mọi người tự trả chứ bây giờ biết làm sao? Thì đó. Gia đình cũng đã tìm cách chạy chữa từ khi mà ba mẹ còn sống đến khi mà ba mẹ qua đời thì qua con đời của mình cũng rồi. Không qua khỏi. Đúng rồi. Dạ, bây giờ còn thì chị em anh em rồi có ai mà không lẽ là đeo hoài đèn chở đi hoài đi quỷ. Cái này gọi đúng một cái câu á là căng đài kiếp bò. Thành thử là chắc có lẽ là kiếp trước anh gây một cái nghiệp gì đó, kiếp này anh phải trả thôi. Rồi là nữ là sống cái số phận như thế này. À, chở nó đi lên trên miễu, miễu con súng chú ở bên trên gì Long Bình phải không? Cho Long Bình chú biết bên miễu con súng không? Dạ. Có chở đi lên đó. Bên Bẹt Chạy bên đây nè. Lên trên đó, ở trên đó đâu cũng mấy ngày chờ đặng chị chữa cho nó đó. Là trên đó ta cũng về xác cũng hay dữ lắm đó nghe. Về xác lớn lớn không. Mà về đem đến chỗ anh ở chỗ anh chị thì cũng hết đâu cũng cả chục ngày đó cũng không thủng. Mấy người về xác cho chị chữa cho nó đó, nói nó là bị quỷ ma ở trong mình đó. Rồi ở chỗ anh cũng mấy ngày chờ cũng có được cái gì đâu, cũng người ta chạy luôn, ta nói làm không thủng không sảy. Rồi về chở nó cũng đi nhiều thầy với nó vậy hả? Hôm nay mấy em tới vui hay sao anh Quý? Dạ. Anh Quý có ước muốn gì không? À. Nói em nghe với. Ước muốn. Ước muốn sao anh Quý? Trời. Ở đây thì các anh em chỉ chia sẻ như thế này nè. Gia đình không có mong cầu gì hết á. Chỉ mong là có ai mà biết trị cho anh á. Thì làm cho anh hết gia đình mới khỏe rồi. Đúng rồi. Còn tiền bạc thì đối với gia đình thì cũng
có thể sinh sống được. Dạ. Tuy nhiên chỉ cần một người thầy nào đó có thể đến đây để trị bệnh cho anh hết là gia đình mừng lắm hả chị ha? Đúng rồi. Dạ. Vậy là chứ giờ mong sao nữa, giờ cha mẹ không còn. Giờ sống ở vậy đó, giờ anh em ai có gì cho ăn nấy. Có người nào coi là nói anh này hớt tóc phải người nào vi phạm gì không? Không đâu. Anh Quý trước đây là anh dạ. Ra người cắt tóc, anh cắt được bao lâu anh Quý? Có mấy bữa. Mấy bữa hả? Rồi sao anh không hớt nữa? Nó hớt tóc khéo lắm đó. Uh-huh. Lúc nó hớt, nó hớt khéo lắm, ai cũng khen hết trơn á. Đó là gì mất béo luôn. Về trễ hả? Ờ, dạ, dạ. Mất tiêu đồ nghề hết tóc luôn. Dạ. Bây giờ sắm một bộ đồ thôi thì cho anh mở ra đây anh hớt được không? Không biết nói gì hơn á, thì không? Chỉ mong rằng á, cô bác anh chị nào biết những phương pháp nào trị bệnh đó thì hỗ trợ chứ. Bây giờ thì nghiệp của anh vậy thì không biết nói làm sao hơn. Gia đình này cũng có điều kiện nên Vương Hồ sẽ không có hỗ trợ với cái vật chất cho gia đình ha. Còn thôi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị ở video tiếp sau ha.